cái xuồng nhựa ở chỗ composite là phải đủ bền hóa không? Em vừa mất con đấy đây. Trôi à? Nú về nó giật cho mình khóa vào ấy, nó giật của khóa ngã ra luôn. Thế thì dùng dây cáp. Vâng. Các anh các chú đến thiện nguyện khu vực bị ngập lụt này, nước đến tận nhà gia đình khó khăn. Các anh các chú ở dưới thành phố Yên Bái với cả Hà Nội đây. Các nhà thiện nguyện từ thiện đến ủng hộ bà con. Lăn kè Phan Thanh nhá. Nhà như nhà Lâm Hành. Đi căng thật. Rất nguy hiểm, mưa xuống là sạt hết luôn. Hai đứa tắm không? Đi vào đây từ thiện bà con. Vâng. Đây, giúp những nơi cần giúp nhá. Cứu những nhà cần cứu này. Đây khó khăn thực sự như nhà bác đây. Đây, chân nỉ tàn tật. Vợ thì cũng bị thế, bị thọt như nhau, bị đau chân. May là không ở nhà đấy, nếu ở nhà thì là còn không thoát được. Sắp hết nhà luôn. Đấy. Cả hai vợ chồng luôn đấy. Hai vợ chồng đều què hết mà may là không ở trong nhà. À, mọi người nhìn này, nhà bác ấy sập hoàn toàn luôn, sập hoàn toàn luôn, bây giờ chẳng còn lại cái gì cả, không còn lại. Bù hết, tan hoang hết, dân bản đỡ nhau đào, moi mái mới được cây này ra đấy. Bác hôm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Em anh giúp chị quan hệ cho chị cái xung quanh nhà bác ấy. Nói chung là không còn gì, không còn cái gì luôn. May là không thiệt hại về người. Quá may người không ở nhà. Mẹ. Thế lúc đấy bác ở đâu? Là anh ấy thả lưới cho thằng lưới ngoài đồng. Cái đồng này là ngập hết. Ngày đêm ăn đêm bắn nước buổi trưa luôn. Buổi trưa luôn, may là không. Đấy, ban đêm là xong luôn. Một người đi chăn gà là cái chuồng gà ngoài này gì ạ? Chăn gà là chuồng gà ngoài này, may là chăn gà ngoài này bà què. Thế còn dâu thì buộc trâu dắt trâu ngoài đấy. Vâng. Còn một người què nữa, hai vợ chồng què. Vâng. Đấy, bác thì chị là đi lạng. Bị què. Chị là bị què lâu chưa nhỉ anh nhỉ? 2015. Từ 2015 rồi nhỉ. Nhưng mà lý do khô khớp, khô hai khớp háng.
Đấy, ông này bị thọt, bị ông ấy đi đánh tôm đánh cá để nuôi gia đình. Thay lời gia đình tôi cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà tài trợ hỗ trợ gia đình, rất là cảm ơn này. Thực sự là những lần đến ở đây không biết là đến khi nào mới khôi phục lại được, mọi thứ nó chẳng còn cái gì cả. Cô chú cố gắng lên nhé, đây nghe chun này chú buộc lại cho nó chắc. Đúng rồi, quá cảm ơn chị với các nhà hảo tâm, các anh em. Em cũng ở thôn bản thôi. Ảnh với bác ấy đi, bác này là đặc biệt nhất từ sáng đến giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Sáng giờ bọn cháu thật ra là cũng gọi là khó khăn một tí thôi. Vâng. Bọn cháu bảo là muốn đến một cái gia đình ở đây, ví dụ như thế này. Vâng. Tan hoang hết rồi, người ta không còn, vì ta mới cần thật sự ấy. Bắt tay nhau. Bỏ cả cái tiền cho bỏ cả 10 triệu kia. Bỏ cả chỗ kia. Biết đâu bạn bè anh em cháu về cháu đăng Facebook. Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ có nhiều người đến. Người ta sẽ xin xin địa chỉ là người ta có thể ủng hộ thêm. Vâng. Đấy, mọi người cố gắng vào đây ạ. Ủng hộ 1, 2, 3. Gia đình khó khăn nhất nhì ở dưới Tân Lập này, Lục Yên này. Cố gắng lên các nhé. Cảm ơn cháu nhé. Đây nhà cô mình nhé, Tân Lập, Lục Yên. Bây giờ chỉ cần mưa nữa là xuống hết rồi. Bây giờ nhà đây phải sang ở bên này cũng không an toàn đâu. Bên này nếu mà mưa về nó vẫn bay bên này sang luôn. Nước đất mà sập là bay nguyên hết luôn đấy. Trong bếp thì toàn là đất thôi. Qua bão lũ, với gia đình anh chị một gia đình rất đặc biệt, mỗi người con là bố là liệt sĩ. Vâng, bố liệt sĩ. Đấy là hoàn cảnh rất là khó khăn, có một chị gái là mẹ đơn thân nuôi ba đứa ăn học thì được nhà nước xây nhà cho bằng xi măng, còn lại thì nhà các anh chị rất là khó. Lũ thì mất là 4 con lợn với cả 100 con vịt, cả gà nữa, cả vịt cả gà mất, thôi thiệt hại thôi, thì con người con của nhá, bình tĩnh, cố gắng khắc phục. Gia đình cũng cảm ơn nhà hảo tâm mạnh thường quân, gia đình gia đình rất là cảm ơn chị mạnh cho gia đình và cho bà con nhân dân hàng xóm mình cũng mạnh nhà hảo tâm chị còn người con mà cố gắng lên tí nữa ra mày ra đưa cho cô ấy một túi sữa, hai túi sữa nhá. Đây chị ạ, đây nhà anh thứ ba đây, anh thứ ba này. Anh này thì là cũng khó khăn như nhau thôi, mà hôm nào vẫn đi cứu người được là được. Vâng. Hôm nào là vẫn đi vớt xác đi cứu người, tham gia cứu bà con, cứu khổ cứu sở. Đấy anh chúng ơi. Đấy mọi người có ấy em vẫn đi cứu người. Có lòng hảo tâm thì đến gia đình nhà con nhà thương binh liệt sĩ. Hai đứa con học cấp 3, đứa con học tiểu học. Cái nhà tình thương kia, em không có chồng bỏ cho con đây cho con. Con cả được học lớp 1 tháng rồi. Ngày 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 ngày